mới của mình. Thì hôm nay mình có nghĩ ra một cái ý tưởng để làm cho các bạn xem. Thì trước khi làm cái ý tưởng này thì mình xin tâm sự một tí xíu về cái ý tưởng của mình. Thì cái ý tưởng này thì làm hợp hơn là khi mình đi vào rừng á, những người mà sinh tồn á. Thì hiện tại mình ở cái nơi nói chung là cũng như là đô thị rồi, thì mình đi làm á, mình mướn phòng trọ, cho nên là không có cái điều kiện hay là cái nơi để mà mình đi thực hiện cái video này, cũng như là cái điều kiện để mà mình đi, cho nên mình sẽ thí nghiệm tại phòng mình luôn. Thì trước khi thử nghiệm, mình kể về tí xíu bản thân. Lúc trước thì nói chung là mình cũng ở trên rừng, trên núi các bạn. Thì lúc đó thì mình nói chung cũng không biết làm YouTube hay là kiếm tiền YouTube, hay là suy nghĩ về cái YouTube nó phát triển, mình tự quay kênh video lên làm gì. Lúc đó mình suy nghĩ cho bất cứ cái gì cũng có trên YouTube hết, mình có xem YouTube, mình suy nghĩ tại sao mà mọi người cứ rảnh rỗi về đăng cái này đăng cái kia lên YouTube, mình không biết ở đâu ra video đó, rồi không biết tại sao ai rảnh thì phát triển mấy cái video làm cái gì. Thì đến thời điểm hiện tại thì mình mới hiểu được, nên kênh mình lập đã 3 năm rồi thì không tác dụng, tới bây giờ mình mới hiểu được thì nó chẳng có tác dụng gì hết. Bây giờ thì mình mới đi đam mê mình làm, thì nói chung nó mong manh lắm, không biết được cái gì, nhưng mà mỗi video lên thì cao lắm thì chỉ cũng được vài chục, nói chung cũng không có gì. Thì hiện tại mình cũng ra ngoài mình đi làm rồi, nhưng mà mình hơi tiếc một điều là lúc trước khi mình ở còn ở trên rừng trên cẩy á, lúc đó mình không có ý tưởng gì, để mình không có biết về YouTube, chứ không phải là không ý tưởng. Phải lúc đó là mình làm thì có thể là bây giờ mình đã thành công, nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình bỏ cơ hội đó, mình bỏ mất cơ hội rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ làm ý tưởng giống như là sống sinh tồn. Thì mọi người đi rừng á, nói chung là đem những thứ vật dụng này kia để mà nấu nướng hay là ăn uống này kia, thì như mì tôm này kia, thì mình sẽ đem theo son nồi này kia thì nó cầm kềnh và nó nặng lắm, cho nên là mình sẽ cho thí nghiệm cho các bạn xem cái thứ này, để mà khi mà mình vào rừng á, mình không cần đem những thứ đó, mình có thể có nước sôi để mà mình nấu mì mình ăn. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện ý tưởng đó luôn, các bạn theo dõi video của mình nha. Ok, và bây giờ mình sẽ thực hiện cái ý tưởng của mình. Đây là một cái bọc, mình sẽ đựng nước. Đây, mình sẽ đựng nước trong cái bọc này. Thì khi mà chúng ta vào rừng thì chúng ta sẽ kiếm những cái cây á, để chúng ta máng cái bọc lên như thế này. Mình sẽ thực hiện nha, bây giờ thì mình sẽ làm cái này xem luôn. Đây là cái bọc lửa, bạn thấy nó cháy là đúng không? Đây, rồi mình sẽ đốt nước nó nhiễu luôn. Ok, không lủng luôn các bạn ơi, do cái hộp bạc lửa này nó ra khè, nhưng nó mạnh lắm, mình sợ nó lủng, nhưng mà nó không lủng, nó bị nhiễu nước theo cái đường này rồi. Tại cái bật lửa này nó hơi mạnh á, chúng ta dùng lửa mà loại lửa nhẹ, lửa phùng á, nó sẽ mấy giờ lửa khè, cho nên nó hơi mạnh. Giờ mình sẽ thử bên đây, các bạn thấy nè, nó không cháy nè, nó không rủng luôn, tại do cái bật lửa này mạnh quá nên bên kia nó bị chảy nước. Mình sẽ thử lại với cái khác. Đây, mình sẽ thử lại nha, cái này nó không chảy nha, không chảy luôn các bạn, nó không chảy được cái bọc luôn á, đó. Đó, nó không chảy luôn,
Vậy là khi mà chúng ta vào rừng thì có thể đem theo vài cái bọc, chúng ta đựng nước là có thể nấu nước sôi để mà chúng ta chuẩn bị ăn luôn, không cần phải đem những cái son là gì nặng này cồng kềnh. Okay. Mình chỉ chia sẻ một chút xíu về cuộc sống như thế thôi. Mình cũng không có ý tưởng gì nhiều, cũng không có biết cách làm YouTube gì nhiều. Mình mong các bạn ủng hộ cho mình, đăng ký kênh để giúp mình phát triển, để mà ra nhiều ý tưởng cho mình, để mình có thể làm và thực hiện để cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye bye, xin chào và gặp lại các bạn trong video sau.